Đây là làn da của bạn này sau liệu trình trắng mặt baby skin tại La nha các bạn. Bạn này đã qua hai buổi kỹ thuật nha các bạn. Đây, các bạn có thể so sánh với cái tông vùng cổ của bạn này nha. Đây, các bạn có thấy cái tông vùng cổ với lại vùng mặt không? Hai tông hoàn toàn khác nhau, nhưng cái loại liệu trình này hoàn toàn làm xong da các bạn sẽ trắng hồng như thế này nha. Và không hồi tông nha các bạn, không hồi tông nha. Bất kể tất cả các liệu trình nào các bạn cũng phải chăm dưỡng cho La nha. Và các bạn nhìn này, làn da sáng hồng và không có dấu hiệu mỏng đỏ. Đây, bạn nhìn nền da căng căng mướt và da rất là sáng mịn như thế này. Bạn này sau hai buổi kỹ thuật nha các bạn.